Ở Sài Gòn trước năm 1975 có hai công trình hình bát giác được cho là biểu tượng phong thủy để trấn yểm long mạch, đó là Hồ Con Rùa và Khám Chí Hòa, với rất nhiều giai thoại mang màu sắc huyền bí, ly kỳ xung quanh. Có giai thoại kể rằng, sau khi nhậm chức, ông Tổng thống nổi tiếng mê tín Nguyễn Chăn Thiệu đã cho người mời thầy địa lý từ Hồng Kông sang Việt Nam để trấn yểm Dinh Độc Lập. Thầy này phán rằng Dinh Độc Lập được xây trên long mạch, trấn ngay vị trí đầu rồng, đuôi rồng rơi vào vị trí công trường chiến sĩ trận vong. Cần phải dùng một con rùa lớn trấn yểm đuôi rồng lại thì sự nghiệp của Tổng thống mới mong bền vững. Nguyễn Chăn Thiệu lập tức cho xây hồ nước theo hình bát giác, phóng theo bát quái đồ, có bốn đường đi bộ xoắn ốc đều hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm và hình tượng con rùa bằng hợp kim đội bia đá. Khu vực trung tâm còn có một cột cao được xem như một chiếc đinh lớn đóng xuống giữa hồ để ghim đuôi rồng lại. Vào đầu năm 1976, tấm bia và con rùa bị phá hủy trong một vụ nổ. Tuy con rùa không còn nhưng người dân vẫn quen gọi là Hồ Con Rùa hay cho tên gọi chính thức. Một giai thoại khác về Hồ Con Rùa gắn liền với nguồn gốc xây Dinh Độc Lập, lấy núi Giả trong Thảo Cầm Viên làm bình phong, sông Thị Nghè làm lưu thủy, tạo thế Long Chầu, hổ phục. Người Pháp biết điều này, liền cho xây nhà thờ Đức Bà mặt trước bên phải dinh, hòng phá chữ. Do vậy mà sau này Tổng thống Thiệu đã xây thêm Hồ Con Rùa để phá thủy, làm nước phun lên. Một kiến trúc khác được cho là biểu tượng phong thủy thứ hai của Sài Gòn là trại giam Chí Hòa, được người Pháp cho xây dựng từ năm 1943. Kiến trúc của Khám Chí Hòa rất đặc biệt, do một kiến trúc sư người Nhật thiết kế và xây dựng theo ngũ hành bát quái. Nó cao 3 tầng lầu có hình bát giác với 8 cạnh đều, 8 góc A, B, C, D, E, F, G, H, tượng trưng cho 8 quẻ trong kinh dịch. Một vài tài liệu nghiên cứu cho rằng, Khám Chí Hòa được xây dựng dựa trên bát quái trận đồ của Khổng Minh. Ngay tâm của bát quái trận đồ cũng có một đài phun nước như cột cao của Hồ Con Rùa, gọi là Tru Tiên Kiếm, có tác dụng khiến những tên tội phạm dù có xảo quyệt, tinh ranh đến đâu cũng không thể trốn được. Nếu Tru Tiên Kiếm bị nhổ lên thì toàn bộ bát quái trận đồ được thiết kế công phu sẽ tự dở. Chính lối kiến trúc nhuốm màu sắc huyền linh này khiến người ta gọi lối vào duy nhất của Khám Chí Hòa là cửa tử. Nghĩa là đã vào rồi thì không có cách nào để nhận biết đường ra nếu không thông lý số, kinh dịch. Có lẽ đó là lý do mà lịch sử Khám Chí Hòa chỉ có hai trường hợp vượt ngục thành công.